chạy tội cho Trần Tuấn Anh là bằng chứng ông Tổng đốt lò chọn củi. Vào ngày 31 tháng 1, ông Trần Tuấn Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho thôi tất cả các chức vụ theo đơn xin nghỉ và được Trung ương Đảng chấp nhận. Như vậy, Trần Tuấn Anh là Ủy viên Bộ Chính trị thứ 3 bị loại khỏi Bộ Chính trị khóa 13, tức là năm 2021-2026. Sau ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Bình Minh cũng phải ra đi. Về lý do chấp nhận để ông Trần Tuấn Anh nghỉ, theo thông cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng đó là ông Tuấn Anh phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Công Thương, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự, bị xử lý kỷ luật đảng và hành chính. Cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã hạ cánh an toàn. Nội dung thông cáo trên lập tức gây cơn bão trên các diễn đàn chính trị và mạng xã hội. Đa số ý kiến cho rằng kết luận này không phản ánh đúng với bản chất của vụ việc, mang tính tránh né và bào chè. Trên thực tế, những sai phạm của ông Trần Tuấn Anh theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là hết sức nghiêm trọng, cần phải khởi tố hình sự và bắt giam đối với ông thì mới thỏa đáng. Theo Facebook, Nguyễn Thiện từ Thành phố Hồ Chí Minh viết ý kiến trên trang Facebook cá nhân, nhận xét rằng nếu thủ tướng hay một phó thủ tướng để một bộ do mình chịu trách nhiệm xảy ra bê bối, nếu vị lãnh đạo đó không trực tiếp gây ra sai phạm thì xử lý trách nhiệm chính trị của người đứng đầu bằng cách cho họ thôi chức, tôi nghĩ là thuyết phục. Nhưng để hàng loạt chuyện xảy ra tại một bộ trong thời gian dài của Bộ Công Thương gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, dư luận bức xúc mà bảo Bộ trưởng chỉ chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, còn cấp dưới thì xử lý hình sự thì không cách nào thuyết phục được tôi. Đồng tình với ý kiến của nhà báo Nguyễn Thiện, số đông để cho rằng kết luận của Ban chấp hành Trung ương hoàn toàn trái ngược với kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Trần Tuấn Anh. Kết luận của Ban chấp hành Trung ương đồng nghĩa với việc ông Trần Tuấn Anh đã rũ sạch mọi tội lỗi. Ông chỉ chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, tương tự như hình thức kỷ luật với cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Nghĩa là ông Tuấn Anh hoàn toàn không liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Điều việc kể trên càng chứng minh cho thấy ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ lợi dụng việc chống tham nhũng để mà đấu đá, thanh trừng lẫn nhau trong nội bộ của Đảng. Còn những kẻ tham nhũng là tay chân của lãnh đạo ban chỉ đạo chống tham nhũng hay những cán bộ lãnh đạo có mối quan hệ tốt với ông Nguyễn Phú Trọng thì lại vô can. Ông Nguyễn Phú Trọng là người đã giới thiệu và bây giờ giới quan sát nhận xét rằng rõ ràng Tổng Trọng đốt lò theo cách có lựa chọn, chỉ nhắm vào những người có biểu hiện không tuân thủ hay chống đối lại cá nhân ông. Điều đó cho thấy hoàn toàn không có chuyện công cuộc chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, như Tổng Trọng vẫn từng tuyên bố. Đánh giá về ông Trần Tuấn Anh lâu nay, dư luận xã hội cho rằng ông là một chính trị gia trẻ tuổi nhưng đã có rất nhiều bê bối về đạo đức, khiến cho dư luận xã hội hết sức bất bình. Điển hình vào tháng 1 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã gửi thư chính thức công khai để xin lỗi công luận về việc cho xe công vụ của Bộ Công Thương đến tận chân cầu thang máy bay để đón vợ con, theo cách thức đón các lãnh đạo cấp cao của Đảng. Trước đây không lâu, trên mạng xã hội đã không ít lần rộ tin rằng đương kim Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã bị khởi tố và bắt tạm giam, song giới thiệu tin thì khẳng định Trần Tuấn Anh là con trai Chủ tịch nước Trần Đức Lương, là ân nhân, là người đã giúp ông Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Đại hội Đảng khóa 11, nên sẽ bình an vô sự. Một phiên tòa xét xử các quan chức tham nhũng. Từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ về việc khởi tố, bắt giam đối với con cái của tứ trụ. Phải chăng đó là lý do cho bộ máy lãnh đạo của Việt Nam gần đây đã có rất nhiều cá nhân không xứng đáng, không đủ phẩm chất, trình độ, năng lực nhưng vẫn được bổ nhiệm, chiếm giữ nhiều vị trí quan trọng và lãnh đạo ở đây. Đó là những lý do khiến cho công cuộc chống tham nhũng của Tổng Trọng không hiệu quả. Càng chống thì tham nhũng càng phát triển. Nó như nấm mọc sau mưa vậy. Pháp luật phòng chống tham nhũng của Việt Nam đã quy định rất cụ thể, rõ ràng. Vậy tại sao ông Trọng
không chủ trương áp dụng triệt để và nghiêm ngặt mà lại coi chống tham nhũng là ta tự đánh ta. Để rồi không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách chức hết tất cả mới là tốt. Từ đó ông dung túng cho Trần Tuấn Anh là một ví dụ điển hình. Phải chăng có một chủ trương lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với phương châm chống tham nhũng để nuôi tham nhũng? Bất kể quốc nạn tham nhũng ở Việt Nam hiện nay đã và đang là một khối u ác tính, đã di căn ở giai đoạn cuối. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin chạy tội cho Trần Tuấn Anh là bằng chứng Tổng Trọng đốt lò chọn củi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Thủ chính nói trước quên sau, tự vạch áo cho người Mỹ xem lưng. Lâu nay, quan chức Việt Nam đã nhiều lần đề nghị Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường với hy vọng nhận được sự hỗ trợ và ưu đãi. Nhưng Hoa Kỳ và các nước phương Tây dứt khoát không thừa nhận. Mới đây nhất vào ngày 23 tháng 1, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng đã kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt việc gắn mác nền kinh tế phi thị trường đối với Hà Nội. Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cảnh báo rằng việc duy trì mức thuế trừng phạt đối với hàng hóa Việt Nam là điều không tốt cho mối quan hệ song phương đang ngày càng thân thiết hơn. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thì lại khẳng định vai trò quan trọng của các tập đoàn kinh tế nhà nước, mặc dù trong thời gian qua những quả đấm thép này đã làm cho người dân Việt Nam phải gánh những gánh nợ hàng triệu tỷ đồng. Được biết, sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm 2023, thì đến tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến công du Hoa Kỳ đã kêu gọi Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ chấm dứt việc gắn mác nền kinh tế phi thị trường. Việt Nam đã được phía Mỹ hứa hẹn sẽ xem xét. Theo quy định của luật pháp Mỹ, quá trình xem xét sẽ phải hoàn thành trong vòng 270 ngày, tức là vào khoảng tháng 7 năm 2024, Việt Nam sẽ nhận được câu trả lời cụ thể. Việc Việt Nam bị Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây đưa vào danh sách 12 nền kinh tế phi thị trường, trong đó có Nga, Trung Quốc và một số quốc gia độc tài. Điều đó khiến Việt Nam liên tục gặp bất lợi trong các vụ kiện chống phá giá tại Hoa Kỳ, với lý do có sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước và nền kinh tế. Vậy mà không hiểu vì lý do gì, người đứng đầu chính phủ Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, vào ngày 5 tháng 2 đã đưa ra tuyên bố khẳng định vai trò quan trọng của các tập đoàn kinh tế nhà nước. Phải chăng ông đã quên những bài học rất lớn trong thời gian vừa qua mà cho đến hôm nay vẫn chưa giải quyết nổi? Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 5 tháng 2 đưa tin tại hội nghị của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước về triển khai sản xuất kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính thì cho rằng, mặc dù 19 tập đoàn tổng công ty nhà nước chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, nhưng là lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước. Theo giới quan sát, phát biểu của ông Chính dường như đã phớt lờ điều cấm kỵ của nền kinh tế thị trường theo tiêu chuẩn của chính phủ Hoa Kỳ, đó là sự can dự mạnh mẽ của nhà nước vào nền kinh tế. Điều đó cũng giống như tuyên bố của Chủ tịch nước ông Võ Văn Thưởng nói với lãnh đạo Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh diễn ra vào cuối năm 2023 rằng Việt Trung cùng kiên trì đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Có nghĩa là ông Thưởng thừa nhận Việt Nam cũng giống Trung Quốc là quốc gia có nền kinh tế phi thị trường. Giới chuyên gia kinh tế thì cho rằng trong một nền kinh tế thị trường có một nguyên tắc quan trọng, đó là doanh nghiệp nhà nước chỉ nên làm những gì tư nhân không thể hay không muốn làm. Bởi lý do doanh nghiệp nhà nước luôn có nhà nước đứng sau, nếu tham gia tất cả các lĩnh vực thì sử dụng nguồn lực như tài sản công, đất đai hoặc vốn ngân sách, cộng với quyền lực nhà nước thì có thể bóp chết các doanh nghiệp tư nhân, tạo ra thế cạnh tranh bất bình đẳng, không lành mạnh. Vì doanh nghiệp nhà nước thì luôn được ưu tiên, ưu đãi đủ thứ, và nếu lỗ thì lại rút tiền ngân sách ra để bù vào.
Hơn thế nữa, các doanh nghiệp nhà nước hiện nay không chịu sự chi phối của nguyên tắc thị trường, lời ăn, lỗ chịu, họ không bao giờ phá sản, cho dù đã được nhà nước bảo vệ rồi và sẵn sàng ra tay giải cứu, tung tiền ra để mà cứu. Thực tế Việt Nam đã cho thấy hầu hết các doanh nghiệp nhà nước đều kinh doanh lỗ lã triển miên với những con số khổng lồ mỗi năm, không xứng với số vốn và tài sản nhà nước bỏ cho họ. Việc truyền thông nhà nước ca ngợi 19 tập đoàn tổng công ty mang về lợi nhuận có 53.000 tỷ đồng trong năm 2023, nhưng chủ yếu lợi nhuận có được từ việc hút dầu lên để bán. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden tại Hà Nội vào tháng 9 năm 2023. Giới chuyên gia kinh tế cho rằng nhà nước Việt Nam muốn đồng hành, muốn dựa vào thị trường nguồn vốn công nghệ từ Hoa Kỳ để phát triển kinh tế trên nền tảng công nghệ cao. Điều này bắt buộc Việt Nam phải thể chế hóa nền kinh tế để trở thành một nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh, theo đúng các tiêu chí của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Xin nhắc lại, ba trụ cột của một quốc gia phát triển trên thế giới hiện nay là nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và hệ thống các tổ chức xã hội dân sự rộng khắp để giám sát nhà nước và doanh nghiệp. Với thể chế kinh tế thị trường kèm theo cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa như ở Việt Nam là một thứ dâu ông nọ cắm cằm bà kia, chẳng giống ai cả. Trong khi đó, chính sách luật pháp thì lại tùy tiện, thì sẽ chẳng bao giờ có thể tới đích là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Thủ chính nói trước quên sau, tự vạch áo cho người Mỹ xem lưng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa.